giờ mình lại qua một rạp khác. Xin giới thiệu team ngày hôm nay có Mạc Văn Khoa, Tiến Ngô, anh Huy Khánh, Jay Quân, anh Hoàng Mèo. Online với cả nhà ơi, lẹ lẹ vô giao lưu với mọi người nè. Ủa comment của mọi người đâu hết rồi? Khi nào vô gọi nha. Đang đợi một tí xíu, đợi một tí xíu đến cái điểm mà hết phim hoặc là dừng phim được thì mình mới vô. Hà đang ở tại rạp GB Gigamon Thủ Đức. Hôm nay tối quá mọi người à, phải đi ra ngoài này đứng tí xíu. Mọi người đã online chưa? Sao tự nhiên lại không thấy cái comment của các bạn vậy? Lại không thấy, lâu lâu nó lại cứ mất. Mọi người hãy nhấn nút like để Hà biết mọi người đang online nha. Chúc Hà mượn một cái điện thoại. Mượn một cái điện thoại. Hậu, vô coi cái live stream của Thím xem là con có lên không, xong thấy comment ở đây hiện lên nè. Yeah. Mình đợi một tí xíu mình sẽ vô trong rạp giao lưu, không biết là rạp này có đông như những rạp khác không. Nhưng hy vọng là bữa giờ đi thấy mọi người kéo tới rạp rất là đông. Hy vọng là mọi người sẽ có những cái giây phút sảng khoái và thoải mái khi mà xem lần mặt trận hết. À, đã thấy rồi đây. Hãy sẽ mượn một cái điện thoại để đọc livestream của mọi người nha. Đọc comment. Hello Chất Tiên Trí, hello Ngân Nguyễn, chào Võ Như Thủy. A Võ Như Thủy coi rồi phải không? Chào Bình Mai. Cảm ơn Nguyễn Huy. Nguyễn Huy chúc đoàn phim, Nguyễn Huy mong đoàn phim sẽ giao lưu ở Cần Thơ. Cần Thơ là dự kiến là sẽ là ngày 17 tháng 4 nha Nguyễn Huy. Mai Thảo ơi, em tranh thủ đi coi đi nha, tại vì phim bây giờ ra rạp rất là nhiều, cho nên nếu mà em không tranh thủ coi những cái ngày mà phim mới ra thì sẽ rất là. Cảm ơn bạn Phụng Nguyễn đã khen phim. Cảm ơn bạn Anh Thư Nguyên Nguyên. Cảm ơn Diễm Phương. Cảm ơn bạn Nguyễn Thái Linh. Bạn Nguyễn Thái Linh là đi xem hôm đầu tiên luôn. Chào Trang Thủy, chào Dung Nguyễn. Sorry mọi người là hôm nay Hà đã phải cầm một cái điện thoại khác để đọc comment, tại vì cái điện thoại Hà nó hay bị mát quá. Nó cứ bị mát lên. Nó cứ bị mát lên, Hà không có đọc được comment trên điện thoại của Hà mà phải dùng cái điện thoại khác. Hello Cách Liên tới nè mọi người. Xin chào mọi người. Mình đang đợi một tí xíu, bởi vì phim sắp xong rồi. Phim sắp xong hay là phim hơi giữa gì đó, mình phải đợi đến cái đoạn mà mọi người đang coi có thể pause lại, không có gián đoạn cái mặt phim. Mọi người chờ tí xíu nha. Trang Thủy, em nghe chị gọi tên em rồi đúng không? Thư mới thêm không hả? Cảm ơn em đã khen phim hay nha. Mọi người ơi, nếu mà mọi người khen phim thấy hay thì mọi người hãy post những cái status trên tường nhà Facebook của mọi người để nhiều người khác biết đến bộ phim và có thể ra đạp xem ủng hộ phim nha. Có mọi người ủng hộ thì mình mới có thể làm được lật mặt 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bạn Trần Thanh Lâm coi rồi. Ai coi rồi thì đi coi thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm nữa nha. Kenny ơi, Bình Dương đã chiếu rồi, đi ra rạp xem đi em. Sáng nay đoàn phim vừa mới đến Bình Dương để giao lưu đó. Chắc là khi mà Hà đăng cái Destiny Tour lên thì mọi người không có kịp cập nhật đúng không? Thì ở Bình Dương chiếu rồi nha. Bây giờ bạn Candy phải đi ra rạp coi ngay đi nha. Đà Nẵng đã chiếu luôn rồi, rất nhiều bạn ở Đà Nẵng coi, và rạp ở Đà Nẵng là một trong cái rạp full liên tục. Bạn Trà My Bỏ ơi, Trà My Bỏ em đi ra rạp xem liền đi nha, đang hot. Mình xem nói chung với mọi người càng đông vui thì mình sẽ cảm thấy là vui, thực sự niềm vui đó sẽ nhân lên hơn rất là nhiều. Đó.
Angel Bích Phương. Hello Angel Bích Phương. Trần Huyền, chiều nay em vừa coi xong cười đau bụng luôn. Phim quá xuất sắc. Cảm ơn em Trần Huyền. Bạn Bùi Thế Phong nói là phim rất là hay. Cảm ơn mọi người ơi, nếu mà mọi người xem phim thấy hay thì nhớ là hãy chia sẻ cái cảm nhận của mình lên trên tường nhà Facebook của các bạn. Thôi, khoan em cầm giùm chị, chút em nói chuyện mấy bạn, tự nhiên chị bỏ cái tay quá. Chào mọi người. Hiện tại thì đoàn phim chúng tôi đang có mặt ở cái này cái gì? Gigamel ở Thủ Đức. Gigamon. Ai mà chưa coi cái gì? Ai mà chưa coi Lật Mặt thì còn chờ đợi gì nữa, không mua đặt vé ngay đi coi Lật Mặt 4 đi nào. Ủa nó ủa là nói một bên là nhìn chữ một bên à? Trời ơi, miền Tây có chưa chị? Miền Tây chưa mà đúng không? Có rồi. Tưởng là giao lưu hả? Còn cắt rạp toàn quốc luôn rồi nha mọi người. Ở đâu các bạn cũng có thể coi được, miễn là có rạp phim nha. Còn chờ đợi gì nữa mà không mua ngay vé Lật Mặt 4 coi đi nào. Nói tiếp đi Khoa. Hả? Bạn ngồi tự nhiên Khoa. Rồi Khoa cứ nói thoải mái đi khỏi. Mọi người nhớ xong chưa? Chưa anh. Mấy phút nữa xong? Dạ. Mấy phút nữa em xong? Biết chị Hà nói là cầm máy và nói đi. Anh nói gì đi? Găng chuông trắng không? Đấy. Đoàn phim cả ngày hôm nay đi rất là nhiều nơi. Để làm gì? Để gặp gỡ và giao lưu với tất cả các bạn. Để tặng quà cho các bạn. Nói cái gì nó đi. Hả? Đi mà, hôm qua đi quá trời đi. Mét mọi người nha, là hôm nay Khoa là trốn từ sáng đến giờ, không có đi giao lưu với đoàn nha. Chơi. Bữa nay đi làm. Mọi người nhớ chờ đợi gì nữa mà không đặt ngay vé Lật Mặt 4 coi đi nào. Nhà có khách. Để phim kịch tính hài hước Nam Thần nghĩa. Mạc Văn Khoa khoe múi. Anh nói một chút xíu đi. Mỗi người nói một chút xíu. Rồi, chào mọi người. Đây xin mời mọi người đến với nữ chính rất là dễ thương này. Còn 8 thì nó hơi bị trễ. Mọi người đã đi coi phim Lật Mặt chưa? Thì em mong là mọi người sẽ có những cái thời gian coi phim thật là thoải mái, vui vẻ và đặc biệt là sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng với Lần Mặt. Ok rồi, em mới chết rồi. Dễ thương quá. Rồi, mời mọi người đến với khách. Không, làm mặt khách đi, chào kiểu khách đi. Rồi, chào đi. Mọi người nhé, ủng hộ phim nha. Nếu mọi người không ủng hộ á, thì tối nay khách phóng thẳng vô trong kia để gặp mọi người, tặng cho mọi người một nụ hôn nồng cháy luôn á. Các bạn thấy không? Khách của mình cũng rất là dễ thương nha. Học phim cò đi nào, đừng để anh buồn như vậy chứ. Miễn phí suốt đời luôn á, quán bún đậu nó vừa mới mở ở quận 12, cái địa chỉ là 253 đường Phan Huy Ích, quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa, nhớ đăng ký nha. Từ từ tắt nghiệp rồi, đừng quay nữa, tắt gì. Đồ mà con cá qua lại đó, đồ mà có nhắc tù hả? Anh không nói chuyện với mọi người nữa hả? Không, anh đang làm cameraman em. Đó, đoàn phim vui lắm mọi người à. Mọi người có thể theo dõi lịch đi giao lưu để nhận những món quà nha. Hôm qua quá trời người nhận được son môi đấy. Môi qua là anh son không qua? Môi em có chứ, lúc nào cũng phải son thì nó mới hồng được như này chứ. Em hôn gió mọi người đi. Rồi, chạy hết luôn. Ta tiếp tục đi lang thang ở đây tiếp. Hello,
quay lại với đạo diễn Lý Hải nào. Hello mọi người. Đó, rất là nhiều người xin chụp hình với đạo diễn Lý Hải nhiều hơn cả Mạc Văn Khoa, nhiều hơn cả Duy Quân ấy. Chúng ta lại cùng quay lại với bộ ba siêu quậy. Quán em ở 253 quận Gò Vấp, máy nói quận 12. Các bạn có thể thấy là Hoàng Văn Khoa đang giận anh Huy Khánh vì nói sai địa chỉ bán đậu mình đến đồ ăn tôm. Người còn chờ đợi thì nữa mà không tới ăn ngay đi nào. Diễn rất sâu. Đồ mất. Đi sâu. Đào phát. Okay, và tạm thời thì bây giờ cả đoàn sẽ đi vào chào hỏi các bạn khán giả ở trong rạp tiếp và nó sẽ lại livestream tiếp nha các bạn người. Ủa chị Hà live mà.